nhà thì cái hướng của cái bật cái cửa nhà ra là đông nam. Nhưng mà về cái con đường mà nó đi đi theo cái hướng là đông nam. Cho nên là cái nhà thì cái hướng là đông nam. Nhưng mà khi mà làm cái cửa cổng để mà khóa cửa đi làm hoặc làm cái cổng đó, thì nó phải đi theo cái lề đường. Cho nó đi theo như thế này. Hiểu. Xong không? Thì có nghĩa là cái hướng nhà thì đông nam mà cái cánh cửa thì lại chép qua bên nam, gọi là hơi tây nam á, tây nam một chút. Thì cái vấn đề đó có ảnh hưởng gì không? Có làm thẳng được không? Dạ, cái cổng thì chính nam đó thầy. Có làm thẳng được không? Hay bắt buộc phải làm chéo nữa thầy? Không, tại vì mình đã làm rồi, có nghĩa là cổng cửa đã đi theo cái hướng nam. Mình hiểu. Còn cái nhà, cái hướng nhà là đo cái la bàn là chính xác là đông nam. Đúng rồi, mình hỏi chị là có xoay được lại, tức là mình có chỉnh lại được không ấy. Mình hiểu cái nào chị mà. Ý thầy đây là chỉnh cái cửa hay là cái nhà? Cái cổng ấy. À cái cổng à? Nhà cái nhà. Cái cổng thì bây giờ em đã là xoay cái trụ đá cố định to lắm rồi thầy, là có cái gì để tránh nhìn này, nhìn nè, nhìn nha, cái gì cũng chân chân trong cái gì. Đây là cái nhà đúng không? Thì đây là mặt tiền của chị đây đúng không? Dạ. Chỗ này là cái lô góc đúng không? Đúng rồi, lô góc không? Dạ không. Ý là cái con... Thế làm sao mà thành hướng nam được? Cứ nghĩ là cái... Đây nhá, dạ. Nhìn này, chị nhìn cái màn hình này. Đúng không? Thì chỗ này của chị đang là đông nam đúng không? Dạ. Nếu như mà nam thì nó phải, nếu như là nam đúng không thì nó phải quay về đây chứ. Đúng rồi. Ý em muốn nói là cái hướng nhà, cái con đường nó đây bị chết. Chép quay về hướng đông nam. À, tóm lại là chỗ đấy nó bị cái tam giác. Đúng rồi, cái khung đất nó bị tam giác. Cái nhà em mở theo để mà làm nhà nó lên thì nó đúng là hướng nhà đông nam. Nhưng mà khi chỗ cái cửa cổng để mà nó ra con đường á thì nó lại là nam. Tóm lại là cái nhà nó thế này, con đường nó sẽ thế này. Nó sẽ thế này, đúng không? Cái cửa chỉ mở thế này. Đúng rồi. Đấy, cái cổng chỉ mở thế này. Dạ. Thợ tả mà. Bởi vì đi xem phong thủy tả nhiều hơn không kinh nghiệm. Thực tế đối với cả căn nhà như thế này á, thì nếu như mà bố trí như thế này thì về cơ bản là cái cổng chị cũng không còn phương án bố trí nào khác. Vì nếu chị xoay cái cổng này, Chị xoay cái cổng này theo cái vị trí ví dụ chị xoay như thế này hạn đi, sau đó để chéo nhảy đi thì cái chức khí nó lao về đây thì cũng chết đúng không? Thì lúc đấy thì chỗ này là bị vì thi. Thì nếu như mà ở chỗ này mà chúng ta mở cái cổng theo hướng như thế này thì về cơ bản là thực ra thì nó cũng không có vấn đề gì, nó nặng lắm thế không vấn đề gì cả. Chị ở trên cái nhà này tuổi nhâm tuất, ở cái nhà đông nam về cơ bản là cũng vượng, nó không vấn đề gì cả. Tuy nhiên là do là nếu như mà cái đường mà nó chạy từ phương này về á, thì nếu như mà trong cái điều kiện mà có điều kiện tốt hơn thì anh chị nên chuyển sang cái nhà hướng tây nam. Vì là cái nhà hướng tây nam thì vận khí nó kéo dài khoảng 58 năm bước sắp tới, còn cái đông nam này nó chỉ kéo được khoảng tầm 18 đến 22 năm nữa. Cho nên thành ra là, và nếu như cái tuổi nhâm tuất mà ở trong cái nhà hướng tây nam thì về cơ bản nó sẽ cách hơn nhiều ở nhà đông nam. Tuy nhiên là đông nam như thế này thì cũng là tốt rồi, không có vấn đề gì cả. Thì chị để mà hóa giải cái phần này á thì chị nên là ở cái góc này này, nhìn xem màn hình đừng nhìn tôi ở cái góc này này, được chưa? Ở góc đây này, cái góc này này, được chưa? Là chính là cái góc nhọn của nhà, đúng không? Chị nên kiếm một cái viên đá mà có màu là màu vàng. Em có đặt cái hộp, nó bộ nhỏ ở chỗ đó. Để mà nó bộ nhỏ chỗ này, tìm một cái viên đá nào nó có cái màu vàng thì cũng là trục thổ. Bởi vì là nó phải là tròn. Cái tròn này để nó hóa cái góc sát, thì để cái đường khí đi trên nó không bị trực. Chị kiếm một cái viên, cái hòn nón bộ được rồi. Nhưng mà chị muốn tốt hơn nữa thì chị có thể là, hoặc là ở góc bên này chị trồng thêm một cái hàng cây, ví dụ như cái đan lý chẳng hạn, đúng không ạ? Trồng cái đan lý góc này và để nếu như mà chị có thể tìm một cái cầu tròn hoặc một cái viên đá gì đó nó có màu vàng thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì cái nhà này khi mà đặt vào đây một cái thì tự khắc nó sẽ cát, không sao cả. Cho em hỏi vấn đề cái là trước cổng nhà em là có một cái ngôi chùa chùa có nghĩa là cái hướng đông nam.
Nam thì cũng không vào chùa, nhưng mà cái hướng cổng là nhìn thẳng qua là chùa. Chùa. Tôi nói đi không sao đâu mà. Như vậy thì theo thầy thì có mình có nên tránh cái gì nữa hay không, hay là có ảnh hưởng gì nữa? Dạ sao? Nếu như vào chùa, đúng không? Thì nhiều vong. Tại sao chùa nhiều vong hay không? Để thế cúng ngoài suốt ngày để đi ăn xin này, đúng không? Nên thành ra là trên cái cửa nhà nhà chị mấy tầng? Dạ một cái là trên không. Tôi gọi là cái một cái là trên thôi, gọi là một trệt một lầu, đúng không? Thì trên cái tầng hai, tôi gọi là tầng hai đúng không? Thì chị đặt một cái bạch ngọc đại minh chú. Đại bạch ngọc đại minh chú. Bạch ngọc đại minh chú là một cái miếng đá thạch anh màu trắng, trên đấy ghi chữ U Mani Vác Minh Hồng. Nó chỉ rộng khoảng, cao khoảng 5cm và nó dài khoảng 20cm, nó dày khoảng tầm 1cm, nó rất là nhỏ thôi. Thì chị để ở cái ban công cửa sổ hoặc là cái cửa sổ tầng 2 ở trên chỗ cái nhà của chị. Thì cái bạch ngọc đại minh chú nó có cái tác dụng để nó kỵ tà. Nó kỵ tà và những cái vong hồn đến đấy xin ăn á, thì nhìn thấy bạch ngọc thì đều giống như là cái chú của Quan Âm á. Cái Om Mani Vác Minh Hồng thì chính là chú của Quan Âm, thì tác dụng nó đẩy tuột cái khí ra. À đây này, có đây này. Đây, chữ này là Om Mani Vác Minh Hồng. Thì gắn cái này lên phần phía trước nhà thì để chuyên để mà hóa giải. Cái thạch anh là vốn nó bằng quặng, nó tác dụng sóng nó đẩy ra. Và gắn cái bạch ngọc khai quang để màu đỏ thì nó có tác dụng nó sẽ đẩy những cái nhà để mà chuyên hóa giải cho những cái nhà gần đình đền miếu phủ chùa chiền. Cái nhà này năm nay và sang năm. Nhà này năm nay và sang năm thì vận khí nó cũng đang còn tương đối cát. Nếu như mà bán đi mà mua cái nhà khác hướng Tây Nam thì nó sẽ còn tốt hơn. Bán đi mua cái nhà Tây Nam còn tốt hơn vì rằng là nếu như theo mô tả như của bán ấy thì như vậy là nếu đứng từ trong nhà nhìn ra cái ngôi chùa đấy nằm vị trí phương Nam của nhà. Mà nếu như mà nhà hướng Nam mà cái chùa nó to hơn cái nhà. Cho nên ra là nếu như phương Nam mà có cái chùa ấy thì là chứng tỏ cái nhà đấy gọi là bị phạm sát. Thì vào những cái năm ngọ, tức là giáp ngọ 2014 vừa rồi hoặc năm mậu tuất 2018 là có biến.